xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay bên ngoài trời rất là lạnh, tầm 3 độ. Và hôm nay mình đi học lớp ESL ở thư viện Round Rock. Buổi học tiếng Anh của mình từ 9:30 đến 10:30. Và ngày hôm nay mình đi sớm trước 30 phút. Chút nữa mình sẽ quay một chút. Hi. Yes. Have a good day. Yes. Chút nữa mình sẽ đi trên phố, mình sẽ quay cho các bạn xem. Và khi vào trong thư viện các bạn ạ, mình sẽ phải rất là yên lặng. Cho nên là mình quay cảnh trong thư viện thì mình sẽ quay cho các bạn coi một chút xíu. Tại vì trong thư viện là không có được nói lớn tiếng, cho nên các bạn thông cảm khi mà đã quay trong thư viện là chỉ thấy hình không thấy tiếng nha. Nào bây giờ chúng ta đi thư viện với mình nào. Let's go. Các bạn ơi, bây giờ mình đang đứng ở bên ngoài một cái căn nhà từ năm 1976. Và cái căn nhà này nó nằm sát bên thư viện luôn các bạn ạ. Các bạn thấy thật là hữu ích khi chúng ta đi sớm một chút đúng không? Tại vì cái lớp ESL này rất là đông người các bạn ạ. Vì học là miễn phí, cho nên là nếu như mình đi muộn ấy thì hết chỗ ngồi. Mà hết chỗ ngồi thì có thể mình sẽ không được vào lớp học. Và hôm nay mình đã đi sớm. Trong lúc mà tranh thủ mà chưa đến giờ học ấy thì mình đi ra bên ngoài mình quay cho các bạn xem. Thì mình thấy sát bên thư viện này nó có một cái căn nhà năm 1976. Nào bây giờ chúng ta sẽ vào nhà, vào cái căn nhà này để khám phá xem cái căn nhà từ năm 1976 nó có gì nhá. Nào các bạn hãy đi khám phá cùng với Hasuko nào. Các bạn ơi, mình mới hỏi một cái cô mà có đi ra từ cái căn nhà năm 1976 này thì cô nói là mình có thể vào tham quan. Vậy thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào tham quan xem cái nhà từ năm 1976 có gì nhé. Nào các bạn đi cùng với mình nào. Let's go. Wow, hôm nay nắng đẹp quá cả nhà ơi. Trong lúc chờ thư viện mở cửa thì mình sẽ vào cái căn nhà này. Căn nhà này nó ở bên cạnh thư viện đó các bạn. Wow, các bạn nhìn cái hàng rào này các bạn thấy đẹp không? Xanh mướt luôn. Đây là một cái số thông tin về cái căn nhà này nha các bạn. Mình thì cũng chưa giỏi tiếng Anh lắm cho nên mình cứ khỏe đây. Bạn nào mà giỏi tiếng Anh thì dịch dùm cho mình nha. Mình chỉ biết rằng nó từ năm 1976 thôi. Thật đó, tiểu bang mình sống. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào căn phòng nhà bí mật này nha. Mình đã hỏi người ta rồi, người ta nói mình vô được. Wow, ấm áp quá các bạn ơi. Wow, ấm quá. Wow. Đây là những cái đồ rất là cổ kìa. Những cái ghế cổ này. Thực ra khi mà các bạn nhìn những cái hình này, nếu mà các bạn nào hay xem phim Mỹ thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ có một cái nhìn rõ hơn. Tại vì cái cuộc sống Mỹ thì các bạn có thể nhìn cũng biết qua phim ảnh. À, đây là cái phòng gì đây? Đấy, cái người không biết tiếng Anh nó khổ vậy. Ồ, một cái phòng ngủ. Trời ơi, mình vừa làm mấy cái video chuyện ma mà mình nhìn con búp bê kia mình sợ quá. Đây là một cái phòng ngủ ngày xưa, các bạn thấy không, năm 1976, nước Mỹ người ta đã sống rất là hiện đại rồi. Cái thời kỳ đó Việt Nam chúng ta còn rất là khổ đúng không? Kia có một em bé búp bê. Trời ơi, sao mình nhìn thấy búp bê thì mình sợ quá. Thôi mình phải đi ra căn phòng này ngay vào luôn. Ồ, có một cái rương cổ nữa chứ. Các bạn thấy nó cổ kính không? Đó. Nói chung là hôm nay hạnh phúc của người đi sớm, đi học sớm là gì? Là khám phá được một ngôi nhà cổ. À, excuse me. I thought video a little. But this is a business now and that's the museum. Ah yes, because I have a room as I see a buffet. Buffet because I watch film Annabelle. Oh, I afraid. Yes, okay. Thank you. Have a good day. Thanks. Thank you. Hi. Have a good day. Have a good one. Beautiful. Beautiful. Đó. Vậy thì căn nhà cổ này nó chỉ có một chút như vậy thôi. Đó, các bạn thấy là cái ngôi nhà từ năm 1976. Đó. Còn đây. Chào chào của Rao Rock. Hai bên đường rất là nhiều quán xá nha các bạn. Kia, các bạn thấy cái tòa nhà phía trước kia không? Buổi trưa nay mình sẽ đi vào đó uống cà phê một mình. Ai muốn uống với Hasuko thì mình mời nha. Một buổi sáng thật là yên bình.
thỉnh thoảng mình đi ra khỏi nhà như vậy mình rất là háo hức nha các bạn, mình cực kỳ háo hức luôn. Và ở thư viện này học Anh văn là mình có thể đi được 3 buổi một tuần. Cho nên là các bạn thấy không, mình không hề buồn chán khi mới đến Mỹ một chút nào. Vậy thì cuối cùng buồn hay vui là ở tại lòng người, đúng không các bạn? Chứ không phải là hoàn cảnh đâu. Hoàn cảnh nào chúng ta vẫn có thể tìm được một cái ưu điểm nào đó. Không biết là các bạn có nghe rõ không, mình cũng không có gắn mic rời theo. Tại vì cách mic rời theo nó gắn vô cái điện thoại nó cứ lòng thòng đó các bạn. Phía trên kia kìa, nó có một cái cây cầu rất là đẹp. Đó các bạn thấy không, đường phố nó luôn luôn có những cái ghế như vậy này để chúng ta có thể ngồi á. Đó. Bây giờ mình sẽ đi lên về cái hướng cầu cho các bạn xem. Đó, đây là downtown của thành phố Round Rock nha các bạn. Cách nhà mình khoảng 15 phút chạy xe. Nói chung rất là nhiều quán ăn. Nhưng mà mình đã thủ theo ba lô của mình là đã có bánh ngọt và nước uống rồi. Bản thân mình cũng sợ mập lắm cho nên là mình cũng không nhất thiết là phải ăn nhiều. Buổi sáng thì mình đã ăn sáng ở nhà rồi các bạn. Cái việc học tiếng Anh ở Mỹ là cái việc ưu tiên hàng đầu của mình. Cho nên là các anh em YouTuber thông cảm cho mình nhé, nếu như mình có tương tác chậm trễ. Nhưng các bạn cứ an tâm là mình sẽ tương tác nhà các bạn trong vòng thời gian một tuần. Cho nên anh em nào mà thấy mình chưa tương tác thì cứ hãy an tâm nhé. Rồi, sắp đến cái cầu rồi các bạn. Để mình quay cái cầu cho các bạn coi nha. Đó, phía xa kia là cái cầu đó các bạn. Thì bây giờ mình đi sang đường rồi mình sẽ quay cái cầu cho các bạn coi tiếp nha. Các bạn ơi, mình đang đứng ở cái trên cái cầu của trung tâm thành phố Round Rock nè, gần cái chỗ thư viện mình học đó các bạn. À, wow, trời rất là lạnh nhưng mình cũng chịu khó ra ngoài. Tại vì chưa đến giờ học và tiếng Anh đó, hôm nay mình có đi sớm một chút để mình quay cho các bạn coi. Buổi trưa nay mình sẽ đi uống cà phê và uống cà phê một mình. Mình sẽ quay lại cái quán cà phê đó cho các bạn xem nha. Mình đứng ở góc này thì nó có vẻ sáng hơn đúng không các bạn? Các bạn ơi, mình đến được Mỹ đối với mình là một điều cực kỳ hạnh phúc. Nhưng mà đương nhiên chúng ta muốn thành công ở một cái nơi nào đó thì mà nhất là ở nước Mỹ nó rất là khó khăn đối với người Việt. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công. Mọi người hãy cùng cố gắng nhé. Nào bây giờ sẽ chút nữa mình sẽ quay quán cà phê, mình đi uống cà phê buổi trưa cho các bạn. Còn ở trong thư viện á, thì mình quay nhưng mình không có nói được nhiều. Tại vì cái thư viện á, nó là một nơi rất là yên tĩnh. Và nếu như mình mà quay, mình nói nó ồn ào thì tự dưng mình thành con người kỳ dị. Cho nên là khi mình quay trong thư viện thì mình chỉ quay trong thinh lặng. Các bạn hãy xem thư viện của mình học như thế nào. Và khung cảnh đường phố ngày hôm nay hoặc là quán cà phê mình đi uống như thế nào nha. Các bạn ơi, sau một hồi đi bộ bên ngoài và bây giờ đã đến giờ vào lớp học rồi. Thì bây giờ nào, các bạn hãy vào trong thư viện cùng với mình nhé. Nhưng mà các bạn lưu ý là chỉ thấy hình chứ không thấy tiếng nha. Ơi, mẹ mình đã tìm cho mình được một cái lớp ESL gần nhà đấy các bạn. Một tuần nó có tới 3-4 buổi lận á. À, hôm nay là cái lớp dành cho cái người nói tiếng Anh giỏi rồi cho nên là mình không có tham gia. Mình sẽ quay sơ qua cái thư viện này cho các bạn coi nha. Rất là yên tĩnh. Hi, have a good day. Pleased to meet you. I love you. Wow. Wow. Rất là nhiều sách luôn. Thư viện rất là rộng nha các bạn. Đây là cái khu sách của trẻ em đó các bạn. Các bạn thấy mênh mông không? Và người ta đến chơi nhiều lắm. Tại vì mình đang đứng ở dưới này thì không, thật sự là không có người ở đây mình mới nói. Chứ còn
cũng không muốn làm ồn ào. Wow, cả thế giới tuổi thơ ở đây. Tuổi thơ của mình đã từng đọc cái chuyện Người chú người gỗ Buratino đó nha các bạn. Mình thích cái chuyện đó lắm. Và bây giờ mình sẽ đi tìm lại cái chuyện đó để mình đọc. Wow, hôm nay trời nắng đẹp quá. Lúc này các bạn ơi, sau khi kết thúc cái buổi học ESL ở thư viện thì mình có ngồi đọc sách tại thư viện đến 2:30, và bây giờ mình đi ra ngoài, mình uống quán cà phê và mình đã chấm từ buổi sáng. Quán cà phê ở đây mình thấy nó có vẻ cái gì đó nó rất là cổ kính, có thể là đây là cái thành phố khá lâu đời rồi. Đây mình cho các bạn coi. Chút nữa mình sẽ quay tổng quan bên ngoài cho các bạn thấy có một cái chút gì đó rất là cổ kính nhá. Và bây giờ chiều nay Hasuko đi uống cà phê một mình. Các bạn nào đi uống cà phê với mình không? Nào bây giờ vào trong quán cà phê nha. Đây là bên ngoài của quán cà phê đấy các bạn. Đó, nó là một cái tòa nhà cũng khá là lâu đời rồi đấy. Các bạn nhìn thấy cái nét cổ kính không? Đã vậy hôm nay còn trời lạnh nữa chứ. Trời lạnh mà ngồi uống ly cà phê thì còn gì tuyệt vời bằng. Chỉ có điều hơi buồn một tí là uống cà phê một mình thôi. Chiều nay cà phê một mình, một mình ngồi uống cà phê. Các bạn ơi, thế là kết thúc một ngày học tiếng Anh ở thư viện và đi cà phê ở thư viện. Bây giờ mình trở về nhà, mẹ mình đã đến đón mình. Wow, see you very nice, thank you very much. Wow, các bạn thấy mẹ mình giỏi hơn, 77 tuổi đấy các bạn. Mà ở bên này ngộ lắm các bạn, người già người ta đi làm nhiều lắm. Mình đến các siêu thị mình thấy cũng rất là nhiều người già người ta làm thu ngân nữa. Và hôm nay các bạn biết không, cái lớp tiếng Anh này á, mình học một cái bài hát tên là Jolly Jolly của ca sĩ Dolly. Cái bài hát very cute luôn, mọi người nhớ thử lên trên mạng tra cái bài Jolly Jolly của Dolly nhé. Jolly 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 Jolly. Các bạn thấy mình có hơi bị khìn không? Các bạn ơi, những bạn nào mà chưa like hoặc subscribe cho kênh của mình thì nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Mình sẽ chịu khó làm video và sẽ giới thiệu cho các bạn về cuộc sống Mỹ, về cái việc học tập của mình, hoặc là những cái gì đó vui vẻ, vui nhộn. Rồi chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.